Lời đầu tiên phát thanh tưởng xin gửi lời chào thương ái đến tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, bài hát với tựa đề Nếu Hồn nhiều.
Vâng, và nhân đây